Xin chào các bạn. Như video trước về mô phỏng hệ thống tối ưu hóa máy cắt tấm, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách lắp đặt và vận hành an toàn giả lập hệ thống máy cắt tấm. Thì đối với hệ thống này, mình xin giới thiệu cho các bạn. Đầu tiên là hệ thống điện điều khiển, tiếp theo là hệ thống thủy lực. Đối với hệ thống thủy lực thì ở đây mình sẽ sử dụng bộ nguồn thủy lực gồm có một cửa cấp dầu, một cửa hồi dầu về. Đồng thời trên mỗi cửa cấp dầu và hồi dầu về là có đồng hồ báo áp suất. Tiếp theo là sử dụng van khóa. Van khóa mình sẽ sử dụng để tạo mạch vòng an toàn cho hệ thống. Mình sẽ sử dụng van điện từ 4/2, 4 cửa, 3 vị trí hoạt động, có lò xo hồi vị, tác động điện từ hai bên. Dùng để điều khiển xi nhan thủy lực tiến ra hoặc lùi vào. Thì trực tiếp ở đây là sẽ điều khiển cho lưỡi cắt đi xuống và đi lên. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng một con van điều áp. Thì mục đích mình sử dụng con van điều áp ở đây sẽ tác dụng là chống đối áp do tải nặng gây ra. Tải nặng trực tiếp gây ra ở đây là lưỡi cắt. Khi lưỡi cắt đi xuống sẽ kéo cần piston đi xuống nhanh hơn. Thì do vậy mà sinh ra đối áp. Thì mình sẽ sử dụng van này, van điều áp để bảo vệ an toàn cho hệ thống. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một con van tiết lưu một chiều để điều khiển tốc độ đi ra của xi nhan, và kèm theo đó là hai đồng hồ báo áp suất của bên khoang cấp dầu và bên xả dầu. Thì sau đây mình sẽ cùng các bạn tiến hành lắp đặt hệ thống thủy lực sử dụng các dây dẫn kết nối nhanh. Thì vừa rồi mình đã kết nối xong mạch thủy lực và cấp nguồn điện cho các cuộn hút. Tiếp theo đây mình sẽ cùng các bạn tiến vào phần vận hành. Thì đối với yêu cầu hệ thống, khi ấn nút start thì xi nhan sẽ tiến ra hết hành trình, sau đó lại lùi về hết hành trình, và gặp cảm biến 1B1 thì nó lại tiếp tục đi ra hết hành trình rồi lại quay về hết hành trình. Chương trình thực hiện là xi nhan tiến ra và lùi về 2 lần. Mình xin giới thiệu đầu tiên, đây là các nút điều khiển. Đây là nút stop. Khi hệ thống đang vận hành ấn nút stop thì xi nhan sẽ giữ nguyên vị trí. Tiếp theo là nút start, bắt đầu một chương trình mới. Và nút reset, khi mà hệ thống đang stop thì chúng ta phải ấn nút này để cho xi nhan về hết hành trình. Khi đó chúng ta mới ấn nút start. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đến phần vận hành. Đầu tiên chúng ta phải kiểm tra các phần kết nối dây dẫn, đảm bảo dây dẫn được kết nối chặt chẽ, không bị lỏng. Sau đó chúng ta khóa van khóa, kiểm tra phần van điều áp ở bên dưới được mở về hết. Tiếp theo cung nguồn cho hệ thống thủy lực. Sau đó điều chỉnh thiết lập áp suất, chúng ta sẽ điều chỉnh áp suất từ 0 đến 15 bar. Quan sát hệ thống không bị giờ gì dầu hay có mối nguy hiểm nào, thì chúng ta tiếp tục tăng áp suất lên suất vận hành là 33. Khi áp suất vận hành đã được thiết lập là 33 thì chúng ta tiếp tục bật nguồn điện điều khiển. Khi ấn nút start, xi nhan sẽ đi ra và lùi về 2 lần.
Khi chúng ta ấn nút Start thì đèn hiển thị sẽ sáng. Đèn hiển thị sẽ sáng. Khi ấn nút Stop thì xin anh sẽ giữ nguyên vị trí. Đèn hiển thị sẽ chuyển trạng thái. Muốn cho hệ thống được vận hành trở lại thì nút Start và chạy vị trí ban đầu. Và khi đó đèn 07 ở đây sẽ tắt. Ấn nút Restart cho xin anh về hết hành trình. Ấn và giữ. Tiếp theo đó ấn Start để bắt đầu một chương trình mới. Kết thúc chương trình hoạt động của hệ thống. Mở văn khóa. Điều chỉnh mức áp suất về không, mở ngược chu kỳ đồng hồ. Sau đó, tắt nguồn hệ thống thủy lực. Tắt nguồn hệ thống điều khiển. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.